Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Đài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các cụ từ xưa đã có quan niệm cha lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đối với nhiều người mà nói, kết hôn quả thực là hành trình không thể thiếu trên đường đời. Hôn nhân đã trở thành một chủ đề thiết yếu giữa hai thế hệ trong mỗi lần giao tiếp. Từ năm 20 tuổi, những chủ đề về tình yêu và hôn nhân có thể luôn vây quanh bạn. Mỗi lần nằm hết Tết đến, có những người độc thân luôn cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi liên tiếp như đã có người yêu chưa, đã sắp cưới chưa, khi nào có cháu bé. Có một số người mong muốn kết hôn sớm, bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, trong khi lại có những người cảm thấy rằng họ vẫn còn trẻ và muốn tận hưởng. Trên thực tế, hôn nhân cũng có những giai đoạn thích hợp, và theo tử vi học, đối với mỗi con giáp đều có những mốc thời gian thăng hoa nhất để có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Vậy 12 con giáp nên kết hôn ở độ tuổi nào để có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn cả đời? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Đài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung của chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là tuổi Tý, nên kết hôn ở độ tuổi 25. Hầu hết những cô nàng cầm tinh con chuột thường thích chuyện hôn nhân của mình cứ thuận theo tự nhiên và từng bước tiến hành mà không phải suy nghĩ hoặc tính toán gì cho phức tạp. Đối với các nàng tuổi Tý, khi cảm thấy đã tới lúc không thể sống thiếu người ấy thì mới có thể tính đến chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, tử vi cho biết để hậu vận suôn sẻ, hành thông thì các cô nàng tuổi Tý nên lập gia đình sớm và ở độ tuổi 25 chính là thời điểm cực kỳ phù hợp. Kết hôn ở độ tuổi này, các cô nàng cầm tinh con chuột và chồng mình sẽ dễ gặp nhiều may mắn trong con đường công danh và sự nghiệp. Tuổi Tý nên kết hợp với tuổi Thìn, Sửu, Thân, Hợi để kết cục diễn ra đa phần tốt đẹp, tình yêu thường ngọt ngào, đầm ấm. Thứ hai là tuổi Sửu, 27 tuổi. Vốn trời sinh những cô nàng cầm tinh con trâu là người của gia đình. Sau khi đã yên bề gia thất, phụ nữ tuổi Sửu không chỉ là một vợ chu toàn đảm đang mà còn là một bà mẹ hết lòng vì con cái. Tuy là con giáp rất chăm lo cho phát triển sự nghiệp, nhưng nếu tìm thấy đối tượng phù hợp, thì các cô nàng tuổi Sửu cũng muốn nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn. Tử vi cho biết, độ tuổi thích hợp nhất cho các cô nàng tuổi Sửu tiến tới hôn nhân là 27 tuổi, bởi đây là thời điểm những cô nàng cầm tinh con trâu dễ đón được nhiều phúc lộc, cuộc sống gia đình sau hôn nhân dư giả, thậm chí còn rất sung túc. Người cầm tinh con trâu thường kết hợp với người tuổi Tỵ là cuộc hôn phối tương đồng ý hợp, vừa đôi phải lứa, mỹ mãn tới đầu bạc răng long. Ngoài ra, họ còn có thể kết hợp với người sinh năm Dậu, năm Tý, năm Thân và năm Sửu đều có kết cục tốt đẹp, nhiều mỹ mãn. Thứ ba là tuổi Dần, 28 tuổi. Thông thường, người con gái tuổi Dần rất coi trọng sự nghiệp, chính vì vậy mà con giáp này thường muốn xây dựng tương lai vững chắc rồi mới tính đến chuyện yên bề gia thất. Hầu hết những cô nàng cầm tinh con cọp đều thường dồn sức trẻ để giúp phát triển bản thân, tự tìm chỗ đứng vững chắc nên không mấy chú ý đến việc lập gia đình. Tuy nhiên, tử vi cho biết 28 tuổi chính là lúc thích hợp để người con gái tuổi Dần đi đến hôn nhân bởi lúc này con đường công danh sự nghiệp đã khá vững chắc. Ngoài ra, tâm tính của các cô nàng tuổi Dần ở độ tuổi này cũng đã dần ổn định, chững chạc và chín chắn hơn trước. Lấy chồng ở độ tuổi này, phụ nữ tuổi Dần như rước thêm về cho mình một chỗ dựa vững chắc, cả hai cùng bao bọc nhau, xây dựng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc hơn. Thứ tư là tuổi Mão, 26 tuổi. Bẩm sinh những cô nàng cầm tinh con mèo thường là những người thích bay nhảy và tự do tự tại, không muốn bị ràng buộc, thế nên người phụ nữ tuổi Mão cũng không mấy mặn mà với chuyện hôn nhân khi còn quá trẻ. Với cô nàng tuổi Mão, chỉ khi cảm thấy bản thân đã thực sự sẵn sàng bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân gia đình thì họ mới tính đến chuyện về chung một nhà với nửa kia. Tử vi cho biết, với các nàng tuổi Mão thì độ tuổi 26 chính là lúc rất thích hợp để tính đến chuyện trăm năm, bởi lúc này tuổi Mão có thể tự đảm bảo được cuộc sống của chính mình, vừa giúp chồng xây dựng sự nghiệp lớn, cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn. Những người tuổi Mão thường kết duyên với tuổi Hợi, tuổi Mùi là hạnh phúc mỹ mãn nhất. Xong, tuổi Hợi lại có tính trăng hoa, nên tuổi Mão phải điều hòa mâu thuẫn đó thì mới sống với nhau hạnh phúc được. Thứ năm là tuổi Thìn, 24 tuổi. Phụ nữ cầm tinh con rồng thường là người giỏi giang, thông minh, lại hay thích ngao du xuân thủy nên cũng thường có xu hướng không thích lập gia đình sớm. Với phụ nữ tuổi Thìn, khi đã bay nhảy chán chê và muốn tìm nơi nương tựa thì mới có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân.
Tuy nhiên, Tử Vi cho biết người con gái tuổi Thìn nên kết hôn ở độ tuổi 24 bởi lấy chồng càng sớm thì may mắn càng nhiều. Thậm chí, lấy chồng ở độ tuổi này ngoài đem tới vận may về công danh, tài lộc cho mình thì phụ nữ tuổi Thìn còn mang nhiều phúc khí đến cho chồng con. Tuổi Thìn phần lớn kết duyên với tuổi Thân, Tý, Dậu thường có hạnh phúc mỹ mãn. Đối với tuổi Thân, người tuổi Thìn thường bị ma lực của tuổi Thân chinh phục. Kết cục hôn nhân của họ là vinh hoa phú quý. Còn nếu kết hôn với tuổi Dậu và tuổi Tý thì cuộc sống cũng dễ đâm hoa kết trái. Thứ 6 là tuổi Tỵ, kết hôn năm 22 tuổi. Tử Vi cho biết, những cô nàng cẩm tinh con rắn thường tiền vận rất dễ vướng vào khó khăn vất vả. Vì thế nếu lập gia đình sớm thì con giáp này sẽ giúp mình giảm bớt vất vả hơn. Khi có một người nâng khăn sửa túi bên cạnh, có một người là điểm tựa vững chắc cho mình thì các cô nàng tuổi Tỵ sẽ càng vững tin phấn đấu và tiến về phía trước. Thế nên, đối với các cô nàng tuổi Tỵ thì 22 tuổi chính là độ tuổi phù hợp cho việc tính đến chuyện yên bề gia thất. Ngoài ra, Tử Vi cho biết lấy chồng ở thời gian này còn giúp con gái tuổi Tỵ mở mang nhiều thay đổi rất tích cực trong con đường công danh sự nghiệp của mình. Cả công việc lẫn tình cảm gia đình đều rất viên mãn, tuổi Tỵ và nửa kia sẽ cùng dắt tay nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Những tình duyên đẹp nhất đối với người tuổi Tỵ vẫn là các tuổi như tuổi Dậu và tuổi Sửu là hạnh phúc mỹ mãn trọn vẹn. Ngoài ra, đối với các tuổi như Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, nếu kết hợp nhân duyên với tuổi Tỵ, nhiều khi diễn ra thuận lợi, kết thúc có hậu, nhưng phải hợp ngũ hành sinh xuất mới là cặp nhân duyên tương hợp. Tiếp theo là tuổi Ngọ, 28 tuổi. Thông thường, do thuộc tuyếp người tự do nên những phụ nữ cầm tinh con ngựa thường lập gia đình muộn. Khi con giáp này nhận thấy bạn bè mình đều đã yên bề gia thất thì lúc ấy những cô nàng tuổi Ngọ mới có thể tỉnh ngộ và có ý định tiến xa hơn với nửa kia. Tử Vi học dự báo, với phụ nữ tuổi Ngọ thì 28 tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất để con giáp này bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Đây là thời điểm chín muồi để những cô gái tuổi Ngọ tìm đến một bến đỗ bình yên cho mình sau những ngày tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Hơn nữa, việc yên bề gia thất vào độ tuổi này cũng giúp cho phụ nữ tuổi Ngọ dễ có được hạnh phúc song toàn, hạnh phúc thăng hoa viên mãn hơn. Thứ 8 là tuổi Mùi, 24 tuổi. Trời sinh những người phụ nữ cầm tinh con dê vốn là người sở hữu tính cách khá ấm áp và bao dung. Đây là những người hay hướng về gia đình nên phụ nữ tuổi Mùi thường có khuynh hướng chọn yên bề gia thất khi tuổi còn khá trẻ. Phụ nữ tuổi Mùi thường quan niệm rằng cứ kết hôn để ổn định đời sống gia đình rồi sau đó gây dựng sự nghiệp cũng chưa muộn. Thật vậy, Tử Vi cho biết với người con gái tuổi Mùi thì 24 tuổi là tuổi nên lập gia đình bởi kết hôn càng sớm thì tuổi Mùi lại càng làm chủ gia đình tốt hơn. Bên cạnh đó, phụ nữ cầm tinh con dê cũng thường là những người mang mệnh phú quý, dễ gặp được chồng vừa hiền đức lại vừa có danh có tài. Nếu phụ nữ tuổi Mùi không kết hôn sớm và để qua lứa tuổi 24 này thì sẽ phải đợi một thời gian lâu sau đó mới tìm được ý chung nhân lý tưởng cho mình. Thứ 9 là tuổi Thân, 29 tuổi. Vốn người phụ nữ cầm tinh con khỉ thường là những người vừa lanh lợi thông minh, lại vừa cao tay ấn. Thế nên nếu kết hôn sớm thì hạnh phúc gia đình không mấy bền vững, thậm chí còn dễ xảy ra đổ vỡ, chia ly. Tử Vi cho biết độ tuổi 29 chính là thời điểm thuận lợi nhất để các cô nàng tuổi Thân theo chồng về dinh. Lấy chồng ở độ tuổi này thì nền tảng kinh tế gia đình lẫn sự nghiệp của phụ nữ tuổi Thân mới có thể ổn định, bền vững. Cuộc sống sau hôn nhân của con giáp này nhờ vậy cũng luôn hạnh phúc và thăng hoa. Thứ 10 là tuổi Dậu, 31 tuổi. Có thể nói, trong 12 con giáp thì những cô nàng cầm tinh con gà là những người rất quan tâm đến sự nghiệp. Cũng vì lẽ đó mà phụ nữ tuổi Dậu thường có xu hướng kết hôn rất muộn, thậm chí là phải sau tuổi 30 khi sự nghiệp đã dần ổn định thì con giáp này mới nghĩ đến chuyện yên bề gia thất với đối phương. Tử Vi cho biết, với các nàng tuổi Dậu thì độ tuổi 31 chính là lúc thích hợp nhất để đi cùng nhau đến đoạn kết tình yêu của cuộc đời mình. Khi ấy, cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của cô nàng tuổi Dậu đã cực kỳ ổn định. Chính vì thế mà khi cả hai về chung một nhà thì phúc lộc song toàn, mọi mặt của cuộc sống đều hạnh phúc viên mãn. Những người tuổi Dậu nên kết duyên với những người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn thường là những cặp hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Ngoài ra, nếu kết hôn với các tuổi Tý Hợi thì phần đông sẽ diễn ra có nhiều thuận lợi suôn sẻ. 11 là tuổi Tuất, kết hôn năm 27 tuổi. Hầu hết những cô nàng cầm tinh con chó cũng là những người không muốn kết hôn sớm, đặc biệt là khi suy nghĩ của họ chưa chín chắn và sự nghiệp chưa ổn định. Thậm chí, phụ nữ tuổi Tuất còn thường có suy nghĩ rằng khi chưa an cư thì không thể nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Với người con gái tuổi Tuất thì Tử Vi học dự báo 27 tuổi chính là thời điểm rất phù hợp để các cô nàng này có thể theo chồng bỏ cuộc chơi. Ngoài tâm tính ổn định, chín chắn thì kết hôn lứa tuổi này, phụ nữ tuổi Tuất cũng dễ mang về cho gia đình mình rất nhiều đại cát đại lợi, nhân duyên viên mãn.
Người tuổi Tuất kết duyên với người tuổi Dần, Ngọ, Hợi là những cặp hôn nhân hạnh phúc trời cho, tài vận gia cảnh đều thịnh vượng. Ngoài ra, họ kết hôn với các tuổi Tý, Mão cũng đều hạnh phúc bình an cả. Cuối cùng là tuổi Hợi, kết hôn năm 22 tuổi. Trời sinh những cô nàng tuổi Hợi vốn là những người dễ có tướng ngập thìa vàng từ nhỏ. Phụ nữ cầm tinh con heo cũng rất dễ vượng vận đào hoa, nhưng cũng vì có số đào hoa nên người con gái tuổi Hợi thường phải suy nghĩ nhiều trong việc lựa chọn đối tượng khắc phái cho mình. Tử vi học dự báo, người phụ nữ tuổi Hợi càng lập gia đình sớm thì cuộc sống lại càng dễ sung sướng, dư giả. Thế nên 22 tuổi cũng là thời gian thuận lợi nhất để các nàng cầm tinh con heo tính đến chuyện trăm năm. Tuy nhiên, các nàng tuổi Hợi cũng không vì vậy mà quá vội vàng trong chuyện hôn nhân đại sự. Để gia đình hạnh phúc thì nàng giáp này cần tìm hiểu kỹ đối phương trước khi quyết định về chung một nhà. Quý vị thân mến, chuyện kết hôn rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của cả cuộc đời một con người. Chính vì vậy, nếu như bạn đã tìm được một nửa cuộc đời mình và muốn tiến tới hôn nhân thì có thể tham khảo qua thông tin phía trên. Còn nếu chưa thì đừng quá vội vàng kết hôn với người khác vì hôn nhân lại cả một vấn đề lớn cần cân nhắc kỹ càng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Đài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.